Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp phần số đếm cho các bạn. Phần số đếm tiếng Trung, cách đếm từ 1 cho đến 20 trong tiếng Trung. Phần đầu tiên, chúng ta đọc Y. Y là 1. R là 2, san là 3, sư là 4, ủ là 5, liu là 6, chi là 7, ba là 8, chảo là 9, sứ là 10. Bây giờ các bạn đọc lại theo tôi một lần nữa nhé. Yi, er, san, sư, u, liu, chi, ba, jiǎo, shí. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa này. Yi, er, san, sư, u, liu, chi, ba, jiǎo, shí. Sang phần tiếp theo, chúng ta đọc từ 11 cho đến 20 này. Shí yī là 11. Shí er là 12. Shí san là 13. Shí sì là 14. Shí wǔ là 15. Shí liù là 16. Shí qī là 17. Shí bā là 18. Shí jiǎo là 19. Er shí là 20. Nào, bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Shí yī, shí er, shí san, shí sì, shí wǔ, shí liù, shí qī, shí bā, shí jiǎo, er shí. Các bạn thân mến, các bạn đã đọc được nhờ chưa? Nếu mà các bạn còn băn khoăn thì chúng ta đọc lại một lần nữa để cho thật nhuần nhuyễn nhé. Shí yī, shí er, shí san, shí sì, shí wǔ, shí liù, shí qī, shí bā, shí jiǎo, er shí. Tiếp tục, chúng ta có cách đếm từ hàng chục trong tiếng Trung. Đếm số hàng chục trong tiếng Trung. 10 thì chúng ta có cách nói là shí. 20 đọc là er shí. 30 là san shí. 40 là sì shí. 50 wǔ shí. 60 liù shí. 70 qī shí. 80 bā shí. 90 jiǎo shí. 100 yì bǎi. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa này. Shí, er shí, san shí, sì shí, wǔ shí, liù shí, qī shí, bā shí, jiǎo shí, yì bǎi. Chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Shí,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ví dụ đây là số hàng chục. Vậy thì từ 11 thì chúng ta cũng đọc được rồi. Thế từ 21 thì chúng ta cũng thế, chúng ta ghép vào. 21 thì chúng ta đọc là 21. 22 thì chúng ta ghép thứ hai vào trong đằng sau thì chúng ta đọc là 22. 23, 23. 24, 24. 25, 25. 26, 26. 27, 27. 28, 28. 29, 29. Và 30 thì chúng ta đã bắt đầu là san sứ, và cứ như thế chúng ta ghép số thứ tự từ 1 đến 9 vào các cái số hàng chục này. 31, 32, 33, 34. Đấy, cứ thế thì chúng ta sẽ ghép vào đến 100. À, bây giờ chúng ta sang cách đọc, cách đếm số từ 100 đến 200 trong tiếng Trung Quốc. À, 100 là y bảy, y bảy. Ví dụ 101 thì chúng ta có cách đọc là y bảy lính y, y bảy lính y. 102, y bảy lính er. 110, chúng ta có cách đọc y bảy y sứ, y bảy y sứ. Cách đọc 111 thì chúng ta có cách đọc y bảy y sứ y, y bảy y sứ y, là 111. 112, à 120 thì chúng ta cũng ghép vào. 120, 120. 121 thì chúng ta cũng ghép vào số đơn vị đằng sau số hàng chục này. 121, 121. Và cứ như thế 122, 123 chúng ta cũng cứ ghép vào thằng đơn vị cuối cùng. Ví dụ 122 là 122, 123 123, và cứ như thế chúng ta đếm đi. Tiếp tục chúng ta có 199 thì chúng ta đọc là 199, 199. 200 thì chúng ta có cách đọc lẻng bảy. Tại sao người ta không đọc là er bảy? Thường cách số đếm thì thường thường người ta hay dùng từ lẻng số 2. Còn thú số thứ tự thì người ta sẽ đọc là er. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang phần đếm tiếp theo, cách đếm hàng trăm trở lên. 200 thì chúng ta có cách đọc là lẻng bảy, lẻng bảy. 300 là san bảy, san bảy. 1.000 thì chúng ta có cách đọc là
Y chen, y chen, 1100 thì chúng ta cũng ghép vào nghìn, xong đến 100. Y chen, y bảy, y chen, y bảy là 1100. 2000, lẻng lẻng chen, lẻng chen, 1 vạn. Thì chúng ta có cách 10.000 thì thường là người Trung Quốc người ta đọc là thành vạn, 1 vạn, đúng không ạ? Thế thì đấy là cái phong cách của người Trung Quốc, người ta đọc như thế, còn mình thì đọc là 10.000. Yuan là 1 vạn, hay là 10.000. Ví dụ tiếp theo chúng ta đọc 11.000 thì đây là 1 vạn, 1.000 đúng không ạ? Thì chúng ta đọc là Yuan, Yi Chen. Tiếp tục chúng ta sang 20.000, tức là 2 vạn, thì chúng ta đọc là Liang Wan. 90.000 chúng ta đọc là Jiao Wan. 100.000 thì là tức là 10 vạn đúng không ạ? Thì chúng ta đọc là Shi Wan. Và cứ như thế chúng ta đọc lên, ví dụ như là 200.000 thì đọc là Er Shi Wan, 300.000 là San Shi Wan, 400.000 là Si Shi Wan, 500.000 là Wu Shi Wan. Tiếp theo chúng ta có phần số thứ tự, phần 2, số thứ tự trong tiếng Trung. Ví dụ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ này là không phải là ngày trong tuần nhé, mà là đây là số thứ tự. Ví dụ như là anh xếp số thứ nhất, thế số thứ hai, thứ ba, thứ tư thì chúng ta dùng từ ti, thứ nhất, thứ hai là ti, thứ ba là ti, và cứ như thế thì ti là thứ 10, thứ 11 thì là ti, thứ 12 là ti. Thứ này không phải là thứ trong tuần các bạn nhé, thứ này là thứ số thứ tự. Ví dụ như các bạn xếp tức là hàng trong lớp, hoặc là chúng ta học đứng thứ mấy trong lớp thì chúng ta cũng có thể dùng từ thì đệ đệ nhất đấy, ví dụ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam đúng không? Hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa gọi là đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, người ta cũng hay gọi theo kiểu Hán Lôm như vậy. Tiếp tục chúng ta sang cái phần 3, đó là phần phân số thập phân bằng tiếng Trung. Khác với cái cách đọc phân số của người Việt, người Trung Quốc đọc mẫu số trước rồi đến gạch ngang phân trừ tiếp đó rồi mới đến tử số. Ví dụ 1%, 1% thì người ta đọc 100 trước, xong bắt đầu là rồi đến cái tử số tiếp theo. Ví dụ như là phải phân trừ y là 1%. Ví dụ 25% thì người ta sẽ đọc là phải phân trừ 25 là 25%.
Thế 1 phần 3 thì chúng ta cũng có cách giống như bên trên. Ví dụ 1 phần 3 thì chúng ta đọc là 3, xong bắt đầu phân chia y. Ví dụ 2 phần 3 thì chúng ta có thể đọc là san phân chia er, và cứ như thế. Ví dụ như là 1 phần 4 chẳng hạn thì chúng ta đọc là sư phân chư y. 1 phần 5 thì là ủ phân chư y. 2 phần 5 thì chúng ta đọc là ủ phân chư er. Thì chúng ta đọc cái số này đằng trước, số to đằng trước, số tử số trước, sau bắt đầu là cả mẫu số trước, rồi chúng ta đọc tử số sau. Tiếp tục cách đọc ví dụ 4.4 chẳng hạn, 4.4 đấy, đúng không? Thì chúng ta có cách đọc là sư tèn sư 4.4. 5.4 chẳng hạn thì chúng ta đọc là ú tèn sư. 1.5 thì chúng ta đọc là y tèn ủ. 2.5 thì chúng ta đọc là er tén ủ. Và cách đọc một nửa thì chúng ta đọc là y pan. Y pan là một lửa. Phần 4. Cách hỏi tuổi trong tiếng Trung. Đối với người Trung Quốc có các cách hỏi thăm tuổi tác khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của họ mà dùng ngôn từ cho lễ phép tôn kính. Cách hỏi tuổi trẻ em tiếng Trung Quốc thì thường người ta hỏi là ví dụ như sau: Ní chỉ suy lợ, ní chỉ suy lợ. Cái này thì thường ở Trung Quốc đại lục thì người ta hỏi với người ít tuổi hơn mình, hoặc là những cháu bé từ 10 tuổi trở xuống thì chúng ta hỏi lý chỉ suy lợ. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi cũng đã từng gặp những người Đài Loan thì người ta cũng hỏi đối với những người đã trưởng thành là lý chỉ suy lợ. Cái này có thể nó theo cái văn hóa từng khu vực vùng miền. Đấy. Ví dụ cháu 5 tuổi rồi thì có thể trả lời úa ủ suy lợ. Úa ủ suy lợ. Cháu mấy tuổi rồi? Ní chỉ suy lợ. Ní chỉ suy lợ. Cách hỏi tuổi thanh thiếu niên trong tiếng Trung Quốc thì chúng ta cũng có thể hỏi như sau: Nǐ duō dà le? Nǐ duō dà le? Em hoặc là bạn bao nhiêu tuổi rồi? Khi trả lời em 15 tuổi thì chúng ta có thể nói là 我15岁了. Em 15 tuổi. 我15岁了. Chữ lợ này là có nghĩa là đã rồi. Tiếp tục chúng ta có cách trả lời và cách hỏi anh năm nay 20 mấy tuổi rồi? Nǐ er shí jǐ le? Nǐ er shí jǐ le? Là anh hay chị là 20 mấy rồi? Ví dụ tôi 26 tuổi rồi. Tôi 26 tuổi rồi thì chúng ta có cách trả lời nào? 我26岁了. 我26岁了. Tôi 26 tuổi rồi. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa này. Em bao nhiêu tuổi? 你多大了? 你多大了? 我 15岁了. Em 15 tuổi rồi. Anh năm nay 20 mấy tuổi rồi? 你20几了. Thêm chữ suy vào đây nữa nhé.
các bạn có thể thêm chữ xuôi vào đây.